ngày 14 tháng 2, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, nơi đây vừa ghi nhận một ca tử vong do bệnh dại sau 5 tháng bị chó cắn nhưng không tiêm ngừa. Bệnh nhân là ông T. T. H. 57 tuổi, chủ quán thịt chó ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau. Ngày 8 tháng 2, ông H. có biểu hiện mệt mỏi, sốt, run, tự mua thuốc uống, không rõ loại, nhưng không giảm. Đến ngày 10 tháng 2, Người nhà thấy tình trạng bệnh nặng thêm, nên đưa ông Hát đến bệnh viện đa khoa Cà Mau khám và nhập viện. Tại đây, ông Hát được chẩn đoán mắc bệnh dại. Khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 2, người nhà xin chuyển ông Hát lên tuyến trên điều trị. Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, ông Hát cũng được chẩn đoán mắc bệnh dại. Bác sĩ của bệnh viện có giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh của ông. Sau khi nghe giải thích, người thân xin đưa ông Hát về nhà. Đến 13 giờ 40 phút ngày 12 tháng 2, ông Hát tử vong tại nhà. Theo điều tra dịch tễ, ông Hát là chủ quán thịt chó khoảng 20 năm, trung bình mỗi ngày giết mổ một con chó. Cách đây khoảng 5 tháng, ông có mua chó của người bán dạo đem về giết mổ, không may bị chó cắn, nhưng ông không đi tiêm phòng bệnh dạy. Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật tỉnh Cà Mau cho biết thêm hiện đã phun hóa chất cờ lo rinh 0,5% tại khu vực có ca bệnh tử vong nói trên. Đồng thời, vận động người nhà của bệnh nhân đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng bệnh dạy. Vận động người dân nuôi chó, mèo tại khu vực có ca bệnh tử vong, liên hệ trạm thú y xã để tiêm phòng cho chó, mèo. Vận động người bị chó, mèo cắn, cao, hoặc đã tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh, phải xử lý vết thương ngay theo hướng dẫn đến điểm tiêm ngừa để tiêm phòng bệnh dạy để được khám và điều trị dự phòng tuyệt đối không tự ý điều trị bằng thuốc nam